quý vị và các bạn, trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Đức Trọng, thì khâu làm mới, mở rộng đường liên thôn, liên xã đóng một vai trò hết sức quan trọng. Những con đường khang trang, sạch đẹp cũng như hệ thống giao thông thuận tiện đều đưa vào sử dụng, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vừa giúp cho bà con nông dân có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với khoa học kỹ thuật, cũng như thông thương buôn bán hàng hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương Đức Trọng ngày một phát triển. Đường DH1 có chiều dài tuyến chính trên 15 km, nối liền giữa thị trấn Liên Nghĩa và ngã ba thôn Ba Cảng, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng. Trước đây mỗi khi mưa xuống thì lầy lội, nắng thì bụi bẩn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân. Từ sự quan tâm của nhà nước, đến nay tuyến đường này đã được đầu tư kiên cố, khang trang. Trước thì con đường này nó hư hết trò trơn, nó đi đứng khó khăn, bây giờ thì nhờ chính phủ làm lại thì người dân người ta mừng lắm. Cái vấn đề sinh hoạt của người dân cũng như là người đi qua lại nó rất là thuận tiện. Khi triển khai xây dựng các tuyến đường này, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng thấy được lợi ích thiết thực và lâu dài của việc mở rộng đường, nhiều hộ dân ở đây đã tình nguyện hiến đất, dỡ bỏ các công trình và hoa màu để làm đường. Giờ đây việc đi lại vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con thuận lợi hơn rất nhiều. Còn những đường đi thì ngoài là không nói nữa, nó đi không thể nổi, nhưng mà giờ được quan tâm là các bạn này, là giờ là được đi như thế này là đường nằm rất là dân cũng rất phấn khởi. Cái này không phải giống riêng gia đình tôi mà toàn bộ ở những khu vực trên tuyến đường này, tuyến đi qua thì là hình như nhà nào cũng phải hiến đất. Thì nó vô cỡ 1 mét, có chỗ thì 2 mét, 3 mét, nhưng mà dân người ta vẫn bình thường vì đất nên làm đường cho dân đi mà. Cái đường này thì mấy năm trước nó cũng bởi vì hư nhiều rồi, rồi đợt này vừa rồi nhà nước có đầu tư đây thì bà con nói chung là trong thôn xóm là người ta rất là phấn khởi, nói chung là rất mừng. Và trong khi các cái đoạn đường mà bị xúc cua mà dễ giải tỏa cho người ta rộng lại lòng lề đường thì người ta vẫn vui vẻ, người ta đồng ý. Theo Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Công cộng huyện Đức Trọng, đơn vị chủ đầu tư, tuyến đường DH1 có chiều dài tuyến chính là 15,8 km và nhánh 1 dài 363 m. Tuyến đường DH2 có chiều dài tuyến là 5,5 km, có tổng mức đầu tư 126 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Trong đó, kinh phí để xây dựng đường DH1 là 90 tỷ đồng, đường DH2 là 36 tỷ đồng. Các tuyến đường này có quy mô đường cấp 4 miền núi, mặt nền đường rộng 7,5 m, trong đó bề rộng mặt đường 5,5 m, phần lề gia cố 1 m và không gia cố 1 m. Vấn đề môi trường thì chúng tôi thường xuyên tưới nước để đảm bảo cho cái chất lượng công trình với lại cái môi trường nó đảm bảo cho bà con đi lại khỏi bị bụi. Mặc dù là cái thời tiết ở Lâm Đồng mình thì thường xuyên mưa nhiều, nhưng mà bên đơn vị thi công chúng tôi cũng cố gắng thực hiện cho nó hoàn thành cái tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình. Đánh giá cái hiệu quả về công tác đầu tư các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện thì về cái hiệu quả là để thực hiện cái công tác là giao thông đi lại của nhân dân tại địa phương là được thuận tiện, việc giao thông hàng hóa các địa phương thì nó được thuận tiện, rồi cự ly vận chuyển cũng như là giao thông của người dân được một cách là rút ngắn, đấy, góp phần vào cái sự phát triển kinh tế của địa phương. Việc đầu tư xây dựng hai tuyến đường DH1 và DH2 có tác động tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội, giúp nhân dân thuận tiện hơn trong việc đi lại, giao thương hàng hóa giữa các xã trong vùng. Với chủ trương đúng đắn về xây dựng nông thôn mới mà huyện Đức Trọng đang triển khai, cùng với sự đồng lòng chung sức của người dân, những tuyến đường giao thông nông thôn kiên cố đã và đang được các địa phương triển khai nối dài, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển theo hướng bền vững trong những năm tiếp theo.